Nhà chọc trời đưa cư dân đi khắp thế giới trong 24 giờ. Tòa nhà chọc trời Analema Tower một khi đã được xây dựng sẽ được neo dưới một thiên thạch cách trái đất 50.000 km và cư dân có thể tận hưởng khung cảnh thay đổi liên tục bên ngoài trong vòng 24 giờ. Theo Daily Mail, công ty kiến trúc Cloud Architecture Office ở New York tự tin vào kế hoạch xây tòa nhà chọc trời độc đáo nhất từ trước đến nay. Cụ thể, Analema Tower sẽ được xây dựng từ trên trời xuống đất thay vì xây dựng trên mặt đất như thông thường. Analema Tower là một ví dụ điển hình của việc sử dụng chiến lược thiết kế hành tinh tạo nên tòa nhà cao nhất thế giới từ trước đến nay. Trong bản thiết kế, công ty sử dụng một hệ thống cáp treo cỡ lớn, một đầu móc và tiểu hành tinh, còn đầu kia giữ cho tòa nhà chọc trời không rơi xuống đất. Vì tòa nhà này treo lơ lửng trong không khí nên nó có thể được xây dựng ở bất cứ đâu trên thế giới, sau đó được đưa đến địa điểm lắp đặt. Theo như kế hoạch ban đầu, Analema Tower có thể được xây dựng ở Dubai, nơi có các chuyên gia thiết kế nhà chọc trời với chi phí chỉ bằng 1/5 ở New York. Mặc dù kế hoạch táo bạo này vướng phải những thách thức như việc kiếm tìm một thiên thạch phù hợp để neo giữ tòa nhà, Cloud Architecture Office tin rằng ý tưởng này sẽ sớm trở thành hiện thực. Năm 2015, Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu đã khởi động chiến dịch thu hút đầu tư khai thác tiểu hành tinh. NASA đã đặt mục tiêu bắt giữ một tiểu hành tinh vào năm 2021 để chứng minh tính khả thi. Nếu được xây dựng, tòa nhà chọc trời sẽ di chuyển theo hình số 8, dựa trên quỹ đạo tiểu hành tinh trong vòng 24 giờ. Đưa cư dân qua các thành phố lớn ở Bắc và Nam bán cầu như New York, Havana, Atlanta và Panama. Ở đỉnh tòa nhà Analema Tower, quãng thời gian ban ngày tăng thêm 40 phút do tác động từ độ cong của trái đất. Trong bản thiết kế, Cloud Architecture Office không chỉ muốn xây dựng tòa nhà chọc trời khổng lồ mà còn cả một thành phố trôi nổi trên bầu trời. Một khu vực rộng lớn bên trong tòa nhà sẽ được thiết kế làm chỗ nghỉ cho cư dân, khiến họ cảm thấy như ở nhà. Văn phòng làm việc được đặt ở phần dưới trong khi nơi nghỉ ngơi lại nằm ở nửa trên. Dân cư sống tại đây cũng được tận hưởng khu vườn nhân tạo, nơi phục vụ tín ngưỡng và khu vực ăn uống giải trí. Cloud Architecture Office có kế hoạch tận dụng tối đa vị trí đặc biệt của tòa nhà với những tấm pin mặt trời đặt ở tầng cao nhất để tạo nên nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Nguồn nước sạch được lọc từ đám mây và nước mưa đảm bảo độ tinh khiết cao nhất. Các kiến trúc sư cũng tính đến việc thiết kế cửa kính có độ dày khác nhau phù hợp với sức ép và nhiệt độ ở độ cao nhất định. Tuy vậy, cư dân nhiều khả năng sẽ không được phép ra ngoài hóng mát vì điều kiện khắc nghiệt ở trên cao. Ở độ cao 32.000m, không khí rất là loãng. Nhiệt độ âm 40 độ C khiến cư dân không thể ra ngoài mà không có đồ bảo hộ. Sau khi xem xong video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn. Rất cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi lắng nghe và gửi nhận xét cho kênh Bí ẩn là sự thật. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí để nhận được nhiều video mới và hấp dẫn từ chúng tôi.